Tao vừa mới phát minh một con robot có thể biết được mọi thứ Xin chào <laughs> Tao không tin Không tin mày cứ hỏi nó bất cứ điều gì đi Được rồi, thử cho mày vui thôi đó nha Bố tôi đang ở đâu? Bố anh đang câu cá ở hồ con rùa <laughs> Biết ngay mà, bố tao mất cách đây 10 năm rồi Ủa sao kỳ vậy ta? Mày thử hỏi nó câu khác thử coi <laughs> Lần cuối thôi nha Chồng của mẹ tôi đang ở đâu? Chồng của mẹ anh đã mất cách đây 10 năm, còn bố anh vừa câu được con cá nặng 2 kg ơn hồ con rùa. Ủa mẹ, sao của chị kia to quá vậy mẹ? Con đừng quan tâm, những cô gái như thế thường rất đần. Ý, sao của chú kia to quá vậy mẹ? Con đừng có nhìn, những người càng to thì càng ngu. Dạ mẹ. Ủa, mà bố đâu rồi? Con đi tìm và gọi bố về đây cho mẹ. Dạ. Tìm thấy bố chưa? Dạ rồi ạ. À. Vậy bố đâu? Dạ, bố đang bên kia nói chuyện với một chị rất đừng. Càng nói thì thấy bố càng ngu ạ. À. Ông nói tôi biết cái quần này là của ai hả? Sao tôi biết được chứ? <laughs> được rồi, chắc chắn là của con bé giúp việc mới đến chứ gì. Bà đừng có lúc nào cũng nghĩ quan cho tôi như vậy nha. Vậy để tôi hỏi nó. Hương, lên đây bà biểu. Dạ bà chủ cho gọi con ạ à. Đây có phải là quần lót của mày không Dạ không phải thưa bà Nhà này có tao với mày là đường bà con gái hỏng lẽ của ổng Con bị mẫn cảm không bao giờ con mặc được loại quần đó đâu Không tin bà cứ hỏi ông chủ đi ạ à. Vậy yeah. à Mẹ nay cô nói là um, Nói là bố bị yếu 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 cái gì nói mau Yếu sinh lý ạ à. Ừ, giỏi lắm Cô của thằng nhỏ cũng không tha nữa Chiều ổng về mày nói trước mặt ổng nghe không Dạ Về rồi đó hả Vô đây có chuyện này vui dữ lắm nè Cái gì vậy bà Sao nghe mùi căng thẳng quá vậy Con trai kể cho bố nghe đi Dạ thì hôm nay cô nói là Bố bị yếu môn sinh với Lý Dạy con sai bé bét luôn ạ à. Mẹ có phải thiên thần có cánh Và biết bay đúng không mẹ Phải con trai nhưng mà hôm qua con nghe bố nói cô thu giúp việc nhà mình là thiên thần mà cổ đâu có cánh với biết bay đâu mẹ thiệt hả con dạ <laughs> vậy mẹ hứa tối nay cô ấy sẽ bay nói thật tôi nghe từ đó giờ bà có lừa dối tôi không hả nếu tôi nói ông đừng có giận tôi nha được rồi bà cứ nói đi từ đó giờ tôi chỉ có lừa dối ông có ba lần thôi ba lần à là những lần nào Lần thứ nhất là cái lúc ông đi thi tiến sĩ mà thiếu điểm á Tôi phải nhờ vả đến hội đồng xét duyệt để cho ông được điểm cao ừ, Được rồi, vậy còn lần thứ hai Cái đợt mà ông được lên TV á Tôi phải nhờ vả đến chủ tịch đài truyền hình ông mới được lên sóng chứ bộ Ra là vậy, lần thứ ba thì sao Đợt bầu cử vừa rồi ông thiếu 250 phiếu bầu Tôi phải vất vả đi gom từng phiếu một Cô mất thế nào vậy? Ừ, tôi bị chết cống Chắc là đau đớn lắm, tội nghiệp cô quá à Ừ thì lúc cơ thể tê liệt rồi cũng chẳng thấy đau gì mấy Còn cô thì sao? Uhm, tôi nghi ngờ ông chồng ngoại tình đến lái xe thật nhanh từ chỗ làm về Ai ngờ đâu, về nhà thấy ông chơi game ừ, uh -huh. Rồi tôi mới chạy thật nhanh tới phòng ngủ Ai ngờ đâu, cũng chẳng thấy gì cả ừ. Uhm. <laughs> Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi chạy thật nhanh tới nhà tắm xem thủ phạm còn bỏ lại bằng chứng gì không Nhưng cũng chẳng tìm thấy gì cả Rồi sao nữa Thế là tôi lục khắp cả cái sân giường nhà mình luôn Nhưng cũng chẳng có gì ở đó hết Thế rốt cuộc làm sao cô lên đây Thì do lúc đi tiền nhiều quá tôi bị kiệt sức Lên cơn tiên và độc quỷ Phải chi cô kiểm tra cái tủ đông trước Thì hai đứa vẫn còn sống rồi